người, lại là Thảo Nhi đây. Hôm nay hãy cùng mình khám phá ngày hội Club Day của trường RMIT nhé. Hôm nay là ngày mà tất cả các câu lạc bộ của trường RMIT sẽ cùng nhau tạo ra những cái booth, những cái gian hàng và những hoạt động để cho các bạn sinh viên cùng tham gia và tuyển thêm member. Thì trường của mình có rất là nhiều câu lạc bộ luôn và trải dài theo rất nhiều sở thích của các bạn, như là từ thể thao, nghệ thuật hay học thuật. Ngoài việc học ra thì các bạn sinh viên ở đây rất tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ đó. Các anh chị hướng dẫn rất là nhiệt tình để tụi mình cùng tham gia các hoạt động của câu lạc bộ nè. Và sau đó thì còn giới thiệu sơ về câu lạc bộ để chúng mình có thể join vào và cùng tham gia những hoạt động rất là thú vị. Club Day được tổ chức cả ngày luôn nha. Thì buổi sáng tụi mình sẽ cùng nhau tham gia trò chơi, và sau đó thì buổi trưa mình sẽ nghỉ ngơi một chút xíu, ăn uống nước, để rồi chiều mình có sức quẩy tiếp nha. Đây là quán ăn trong căng tin của trường mình. Thì hôm nay mình sẽ ăn cơm tại vì hơi đói, để chiều còn có sức nữa nè. Trường mình thì có rất là nhiều nhà hàng, các bạn có thể ăn từ những món châu Á tới châu Âu gì thì đều có hết, và có cả những quán nước nữa. Mình rất là mê đồ ăn của trường mình luôn. Nghỉ ngơi một tí thì mình lại vào Spot Hall để coi các anh chị biểu diễn nè. Thì đây là đội cheerleading của trường mình. Sau đó thì chúng ta cùng đi bộ đến chỗ để tổ chức festival âm nhạc nha. Thì hôm đó mình ra sớm để có thể có chỗ đứng đẹp nè, và còn chụp trệt sống ảo một xíu nữa. Câu lạc bộ của trường mình sẽ biểu diễn nè. Thì mình thấy là các anh chị không những giỏi mà còn rất tự tin nữa đó. Và sau đó thì có các anh chị nghệ sĩ đến để biểu diễn cho chúng mình coi nè. Thì đây là chị Jenny đang biểu diễn tiết mục đầu tiên. Đây là tiết mục của chị Yuki-san nha. Chị Yuki-san ngoài đời cực dễ thương luôn á, mà còn hát hay nữa. Và cuối cùng là anh Trúc Nhân. Thì mình đã coi rất là nhiều show của anh Trúc Nhân rồi, nhưng mà lúc nào mình cũng thích hết, tại vì anh rất là dễ thương luôn á nha. Oh my god. Đây là tiết mục cuối cùng và cũng là kết thúc một ngày vui chơi tại RMIT rồi. Bây giờ mình sẽ lấy xe và đi về thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye!